Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị và xin chào mừng tất cả các anh chị nhà mình đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một tác phẩm Cá Chép Hóa Rồng được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ lu ngọc nghiến hàng liền khối anh chị nhé. Tác phẩm này của bên em có tổng chiều cao là 1m07, chiều ngang là 68 và chiều sâu là 35. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết tác phẩm này thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là Tượng Gỗ Đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968. Anh chị nhà mình có thể là kết bạn Zalo với bên em để được nhân viên tư vấn cũng như là gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị nhà mình đi gần tới tác phẩm để em có thể là giới thiệu được những cái đường nét đục tỉa. Và các bác nhà mình có thể là ngắm được một cái phôi gỗ lu ngọc nghiến của bên em rất là to khủng ạ. Và trên màn hình của anh chị nhà mình đây là một chú cá chép hóa rồng được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ lu ngọc nghiến với diện mặt rất là thần thái này. Từ những cái đường nét của bên em đục tỉa thì rất là sắc nét ạ. Cá chép hóa rồng thì thể hiện cho sự thăng tiến trong công danh và tài lộc. Ngoài ra thì còn thể hiện cho cái ý chí rất là kiên cường, kiên trì vượt qua được mọi khó khăn để dẫn đến thành công. Đầu chú cá chép thì đã được hóa thành rồng và đầu rồng đây thì được bên em đục tỉa rất là sắc nét này. Diện mặt rồng thì rất là thần thái chị nhá. Và như là những cái phần râu rồng này bên em đục tỉa rất là kênh bong và hàng liền khối cho anh chị nhà mình này. Và đặc biệt là những cái phần sừng ở phía trên đây ạ, bên em châm tỉa rất là sắc nét và làm liền khối, làm rất là sắc nhọn cho anh chị nhà mình luôn ạ. Các bác thấy là diện mặt rồng rất là đẹp nhá con nhá. Hay kể cả từ những cái phần râu này, đấy bên em tỉa tót rất là mềm mại. Và chú rồng thì đang nhả ra những cái vật sóng nước đấy ạ. Bên em làm cũng cực kỳ là mềm mại và châm tỉa rất là kỹ càng cho anh chị nhà mình ạ. Thân mình thì vẫn là thân mình cá chép nhá các bác nhá. Thân mình vẫn là thân mình cá chép này. Được bên em chặt tỉa vẩy đều tăm tắp luôn. Và vẩy thì bên em chế tác là vẩy kép rất là kỳ công, rất là lâu công ạ. Đây ạ, các bác có thể thấy này. Châm tỉa, chặt tỉa vẩy rất là kênh bong và cực kỳ là sắc nét nhá. Và phía dưới này thì bên em còn chế tác thêm là những cái chú cá chép con. Đã, những chú cá chép con đang ngậm trên miệng những cái sâu tiền vàng tài lộc này. Và những cái đồng tiền này được bên em chặt tỉa rất là tròn này, rất là cân đối nhá. Ngoài ra thì xung quanh đây thì các bác cũng thấy là bên em chế tác một đồng tiền rất là lớn này. Đấy, châm tỉa rất là kỹ càng luôn. Đấy, và cực kỳ là cân đối nhá. Phía dưới đây ạ, phía dưới thì bên em để nguyên một chút cái phần gai lu tự nhiên để cho các bác nhà mình có thể là cảm nhận được cái phần vỏ gỗ rất là thô sơ, rất là mộc mạc nhá các bác nhà mình nhá. Đấy ạ, và phía dưới đây ạ, chặt tỉa thêm cả những cái đồng tiền này. Đấy, để làm tăng thêm tính thẩm mỹ của tác phẩm ạ. Và đặc biệt là phía giữa này thì bên em chế tác là một quả ngọc rất là lớn. Trên đây thì quả ngọc này thì được bên em là bo bằng tay nhá các bác nhà mình nhá. Nhưng mà trông cũng rất là cân đối. Và trên đây thì có những cái mắt nu 3D rất là đẹp ạ. Đây, hoa lu nghiến thì có những cái mắt nu 3D rất là tuyệt vời nhá các bác nhá. Hay là phía dưới bên đây ạ, cũng có một chú cá chép này. Với một cái dáng thế rất là uyển chuyển, một cái dáng thế rất là mềm mại ạ. Đấy ạ. Phôi gỗ này của em thì cực kỳ là lặng gỗ nhá. Hai người khênh, hai thanh niên to khỏe khênh vẫn lặng luôn ạ. Và phôi gỗ này thì hoàn toàn là liền khối này, cực kỳ là dày dặn gỗ, chiều dày là 35 thì các bác biết rồi. Với phôi gỗ lu ngọc nghiến rất là dày dặn gỗ này, hoàn toàn là liền khối cho các bác nhà mình luôn ạ. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm để cho các bác nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm cho gia đình nhà mình. Tác phẩm của em có chiều cao là 1m07, chiều ngang là 68 và chiều sâu là 35. Cá chép hóa rồng thể hiện cho cái sự thăng tiến trong công danh và tài lộc. Ngoài ra thì còn đem lại những cái sự thành công cũng như là sự may mắn trong con đường tài lộc của gia chủ nhà mình nhé. Trong công việc cũng như là tài lộc cho gia chủ nhà mình ạ. Và các bác nhà mình theo dõi cái video ngày hôm nay của bên em thấy ưng ý với mẫu sản phẩm này thì có thể là nhấc máy lên và alo cho bên em qua số điện thoại Zalo đó là 0389 889968 để được nhân viên bên em tư vấn kỹ hơn về tác phẩm và sở hữu tác phẩm này ạ. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình đã theo dõi hết tác phẩm ngày hôm nay của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.